Hi, xin chào cả nhà đã đến với kênh nấu ăn Thí Mujo Cooking. Hôm nay Thí sẽ chuẩn bị nấu món đuôi bò hầm chung với đậu gà, rất là ngon cả nhà ơi. Ở đây ha, mình có khoảng 1,5 kg đuôi bò nè. Đuôi bò này là mình đã ngâm khoảng 1 tiếng, 1,5 tiếng để cho nó ra hết cái chất máu ở trong trong đuôi bò đó. Rồi sau đó mình rửa thật là sạch. Sau khi mình rửa sạch rồi á thì mình cho một ít nước sôi vào để mình nấu trong vòng khoảng 2 tiếng nha cả nhà. Thì cái món này nó khác biệt cái là mình sẽ không ướp trước rồi xào nấu, mà ở đây mình sẽ hầm đuôi bò cho mềm rồi sau đó mình sẽ bắt đầu mình nấu. Thì trong khi mà nước đã sôi lên á, mình sẽ bắt đầu hớt bọt ha. Mình hớt cho sạch bọt để cho nước nó trong và chút mình nấu cho nó thơm nè cả nhà. Thì trong quá trình nấu thì mình sẽ không bỏ bất kỳ cái gì nữa. Mình chỉ cho một chút xíu muối vào thôi. Mình cho một chút xíu thôi nha cả nhà, mình không có cho nhiều ha. Thì hôm nay thì mình hầm khoảng gần 2 tiếng á cả nhà. Một nồi đuôi bò như thế này mình hầm cả 2 tiếng để cho cái đuôi bò nó mềm á, thì cái món này nó đuôi bò càng mềm thì càng ngon nha cả nhà ha. Thì mình thấy là 2 lít nước mà mình hầm trong vòng khoảng 2 tiếng thì đến khi mà cái đuôi bò của mình nó cạn nước luôn cả nhà ha. Đây đây là đuôi bò sau khi mình đã hầm 2 tiếng nè, bây giờ cạn nước hết nước rồi, sau đó mình sẽ vớt cái đuôi bò của mình ra. Mình thấy ở trong nồi vẫn còn một ít mỡ của đuôi bò đó. Mình sẽ tận dụng cái mỡ đuôi bò này để mình nấu cái nước sốt nha cả nhà ha. Mình thấy hầm như thế này cái đuôi bò của mình á, khi mà mình cạn nước như thế này á rất là thơm cả nhà. Đây là lần đầu tiên mà mình nấu theo cái cách này. Mình cứ nghĩ là thường thường á là mình ướp xong rồi mình mới mới xào lên rồi mình mới nấu, còn bây giờ mình thay đổi một chút xíu để mình hầm như thế này để cái đuôi bò của mình nó giữ được cái hương vị á, nó rất là thơm nha cả nhà. Cái món đuôi bò này mà mình kỳ công một chút xíu là mình nấu cho lâu một chút xíu thì cái đuôi bò của mình nó sẽ ngon. Đây chúng ta thấy một ít mỡ không? Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một củ hành tây. Với 1,5 kg đuôi bò này thì mình sử dụng khoảng một củ hành tây thôi. Nếu mình sử dụng hành tím cũng được. Ở đây mình có hành tây thì mình sử dụng hành tây cắt cho nhỏ ra. Cắt nhỏ ra rồi sau đó là mình sẽ cho vào cái nồi mà còn ít mỡ bò của mình á. Bây giờ mình sẽ cho hành tây vào và mình xào cho thơm nha cả nhà ha. Cả nhà thông cảm hết, tại vì trong quá trình mình quay video á thì con mình đang xem tivi cho nên là mình cũng tắt hết bớt tiếng á cả nhà. Cả nhà thông cảm ha. Trong lúc đợi hành tây cho thơm á cả nhà thì mình sẽ chuẩn bị ba cái trái cà chua. Thì cà chua mình có thể là mình băm nhuyễn ra cũng được, hoặc là mình xay nhuyễn ra cũng được. Ở đây mình có cái đồ mài cà chua á, mình mài ra cho nó nhanh. Sau đó mình khi mà hành tây của mình thơm rồi đó, mình sẽ cho khoảng vài tép tỏi mình giã nhuyễn ha. Sau mình xào lên cho nó thơm. À,
À, trong khi mà hành tây với lại tỏi của mình đã thơm rồi thì mình cho một ít thảo mộc vào. À, nếu như mà mình không thích cái vị của thảo mộc đó, thì mình có thể không không cho vào cũng được. Ở đây nếu nếu như mà mình có cái lá mà rosemary á thì mình cho vào. Hoặc là mình cho vào cái lá thơm, cái lá mà lá khô hoặc lá tươi cũng được cả nhà. Ở đây mình có lá khô cho mình cho vào một ít thảo mộc để cho nó thơm á. Khi mà nó thơm rồi thì chúng ta sẽ cho cà chua vào và chúng ta cho hết cà chua vào, chúng ta xào. Sau đó chúng ta cho khoảng 4 5 chén nước vào. Nếu như mà mình có nước dừa tươi á, thì mình cho vào nước dừa tươi vào lúc này luôn. Thì mình sẽ cho thêm khoảng nửa chén tương cà vào nữa nha cả nhà. Hoặc là cái cà mà cà hộp á, mình phải cho vào khoảng một hộp cà nữa cũng được. Ở đây mình có tương cà thì mình sẽ cho vào một khoảng nửa chén tương cà nữa. À, sau khi cho tương cà vào giờ sôi lên rồi thì chúng ta sẽ cho vào khoảng 1 muỗng rưỡi hạt nêm gà nè, 1 muỗng bột ớt và khoảng 2 muỗng đường và khoảng 2 muỗng bơ đậu phộng, một cái loại bơ đậu phộng mà mình hay ăn bánh mì sandwich buổi sáng cả nhà. Mình cho vào. Ở đây thì mình sẽ cho thêm khoảng 3 muỗng canh rượu vang vào. Nếu mình không có rượu vang thì mình phải cho rượu rượu gạo khoảng thêm 2 muỗng thôi. Ở đây mình có rượu vang thì mình cho khoảng 3 muỗng rượu vang vào. Rượu vang đỏ đó cả nhà. À, sau đó là mình sẽ cho thêm khoảng 1 muỗng rưỡi đến 2 muỗng dầu hào. Ở đây thì mình 1,5 kg thì mình cho thêm khoảng 1 muỗng rưỡi dầu hào nữa. Mình muốn ăn đậm đà hơn nữa thì mình cho thêm chút xíu dầu hào nữa nha cả nhà ha. Rồi sau đó mình sẽ cho tất cả những cái đuôi bò của mình hầm vừa rồi á, mình cho vào. À, món riêng cái món đuôi bò hầm á, mình có thể hầm như thế này. À, nếu như mà mình thích nữa thì mình có thể cho thêm những cái loại hạt mà mình thích á, giống như là hạt hạt đậu thận nè, hoặc là đậu gà, những cái loại đậu mà mình thích á, thì mình sẽ cho vào. Hôm nay thì mình sẽ cho cái hạt đậu gà vào. Thì đậu gà là mình đã hầm cho mềm trước rồi nha cả nhà. Chứ mình bỏ đậu gà mà chưa có, còn loại đậu gà khô thì bỏ vào nó sẽ không có mềm đâu. Mình sẽ cho cái đậu gà mà mình đã luộc rồi á. À, bây giờ thì mình tất cả những cái nguyên liệu và gia vị mình cũng vừa ăn rồi thì mình sẽ đun với cái lửa mà vừa nhỏ thôi. Trong khoảng 30 đến 45 phút đừng cho cái món này á, cái đuôi bò của mình á, thấm gia vị mềm hơn một chút nữa. Chúng ta thấy ngon không? Cái màu rất là đẹp. Và thật ra là khi mà mình nấu cái mùi rất là thơm nha cả nhà. Cái mùi gia vị á, gia vị rồi thảo mộc rồi tất cả những cái gia vị mình cho vào á, mình nấu chung với lại đuôi bò á, rất là thơm cả nhà. Món này thì mình ăn chung với cơm nè. Cơm nóng rồi mình ăn chung với lại bánh mì rất là ngon. Cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương, quan tâm và theo dõi kênh nấu ăn của Thí Mojo. Chúc cả nhà một ngày mới đầy năng lượng và sức khỏe. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video kế tiếp. Trân trọng kính chào cả nhà.